anh Vinh ít khi nào hát lắm, mà ổng hát một cái là clip đó gần 1 triệu view. Thôi kìa, hồi xưa chùa có ông bự như trái dưa hấu gì đó, quay YouTube giết giờ chỉ còn bằng cái trái quýt à. Không những chuột nhỏ đâu, mà còn da ổng hả càng ngày càng đen. Nhưng dù sao da anh vẫn trắng hơn con. Chị đang coi gì chị Thảo? Chị đang coi phim hình Doraemon. Lớn già đầu rồi còn coi phim hình Doraemon nữa. Hổm gà mình ngứa miệng muốn hát karaoke lắm, nhưng tới phòng hát thì nó tốn tiền. Chị không muốn tốn tiền mà vẫn hát được á, thì kêu anh Vinh làm phòng karaoke đi. Ha, để mình hỏi anh Vinh coi anh làm được không. Quan chứ cái trình của anh Vinh á, mình làm phòng karaoke nó quá đơn giản, mình phải tăng độ khó lên chứ. Hay là mình kêu anh Vinh làm phòng karaoke hình Doraemon đi. Ừ, được á, đi thôi. Chào mọi người đến với kênh của mình. Chào bạn. Trong lúc mình đang edit video thì các bạn nữ trong team vô yêu cầu mình làm một cái căn phòng karaoke, mà đặc biệt ở đây á là phải cái hình con Doraemon mới chịu. Chẳng phải anh nói anh là YouTuber kid sáng tạo đỉnh như Việt Nam sao? Biết là đỉnh rồi đó, nhưng mà cái yêu cầu lần này khôi chưa vậy? Rốt cuộc anh làm được không? Anh nói cho bọn em biết đi. Làm thì được đó, nhưng mà có điều hơi cực nha. Trời ơi, nghe chứ cực của anh Vinh là xạo lắm rồi đó. Có thể nào đổi ý tưởng khác được không? Không được. Mày biết tao thích hát lắm không? Ảnh mà làm xong cái căn phòng này, ngày nào mình cũng lại đây luyện hát ra. Để làm được cái căn phòng karaoke hình con Doraemon này, sẽ tiến hành làm 3 bước. Bước 1, tạo cái khung hình con Doraemon. Bước thứ 2 là lập tôn. Bước thứ 3 là xịt sơn và trang trí. Đây là hai cái khung gương mặt của con Doraemon. Anh Vinh đã vẽ mô hình 3D rồi, ký người ta hàng sẵn luôn. Tụi mình chỉ có việc mang về thôi. Chà, cái phòng karaoke này bự lắm à nha. Còn mấy cây sắt này tụi mình sẽ nhờ anh Đạt cắt ra rồi hàng lại. Mấy công việc cắt sắt hàng sắt này bọn mình đâu có làm được đâu. Chứ tụi mình còn nhỏ, anh cần gì thì thủ cái đó. Vậy mấy đứa đo giùm anh 9 cây sắt về 2m4 nha. Ok anh, đo là chuyện nhỏ. Rồi, để em đo cho. Anh Đạt ơi, em làm dấu xong một cây sắt rồi nè, anh cắt giúp em đi. Rồi, anh cắt cho. Nè anh ơi. Đó, làm dấu cây khác. Nè, anh cắt nữa nè anh ơi. Rồi, anh cắt cho. Mình sẽ đi ra kiểm tra coi mấy em làm tới đâu rồi nha. Kìa, dựng hai cái gương mặt Doraemon lên. Đó, tiếp theo là mình sẽ lấy những cái cây sắt này để mà hàn hai cái gương mặt này lại. Đây. Tổng cộng là mình cần 9 cây sắt nha các bạn. Bây giờ mình và A Đại sẽ đi mua tôn về để lợp cái trần nhà, và đồng thời mua luôn giấy phom để mà trang trí cái gương mặt con Doraemon nha. Đi A Đại. Quá trình hàn lâu lắm cho nên mình sẽ quay time lapse cho bạn xem nha. Down the street with your red lips and funky beat, you better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. Mình đang xách cuộn tôn đi về đây. Còn mình đã mua giấy phom rồi nè. Wow, cái khung nhà con Doraemon cũng đã làm xong rồi các bạn ơi. Để mình thả cuộn tôn này xuống. Đó, nó nặng lắm. Wow, các bạn nhìn đây. Cả ngày hôm nay luôn, team mình đã hoàn thành xong được cái bước thứ nhất, đó là tạo cái khung sườn hình con Doraemon. Tiếp theo là bước thứ hai, lợp tôn. Tụi mình là con gái không có biết lợp tôn. Thanh, Đại, Ngọc, ba đứa bay làm được không? Làm thì được rồi đó, còn ba đứa bay làm gì đây? Tụi mình sẽ lấy giấy phơm dán lại làm gương mặt của Doraemon. Rồi, để đây được rồi cưng ơi. Thì các bạn thấy đó, cả ngày hôm nay luôn team mình đã làm xong cái khung sườn. Ngày mai mấy đứa em đi học xong tập hợp lại đây, mình sẽ làm nốt cái phần còn lại, rồi sau đó sẽ tổ chức hát karaoke ở đây luôn. Yeah, đã quá các bạn ơi. Ngày mai các bạn sẽ chiêm ngưỡng được cái giọng hát của mình. Ok, thôi bây giờ mấy đứa về ăn cơm tối đi. Dạ, con đi về. Okay. The next morning. Sau khi mấy bạn đi học về thì cả team mình tập hợp ở đây để làm cái phần còn sót lại của căn phòng karaoke Doraemon nha. Đó. Thì ngày hôm qua anh phân chia nhiệm vụ làm sao ta? 4 đứa em làm tôn, còn 4 đứa em làm mặt Doraemon. Mấy thằng trai lưu ý chút xíu nữa khi cưng lập nhà, nhớ chừa cho anh một cái cửa sổ bên đây với một cửa sổ bên kia nha. Dạ. Còn cái phần vòm á, mình sẽ sử dụng nhựa composite để mà lợp. Và cả team mình đi làm đi cưng. Đây. Rồi. Xách cái giấy phơm nó qua bên này cho anh nè.
Để xuống như này. Giờ mình gắn từng tấm giấy phơm lên hay là dán lại thành một mảng lớn rồi gắn lên? Chị thấy cách thứ hai hay hơn á. Rồi làm. Dán băng keo đi vô. Dán ở đây. Kéo ra đi chị vô. Rồi cắt ra. Chú xuống đi Phương. Dạ. Muốn dán mấy cái giấy này lại thì bạn phải cố định bằng băng keo trước. Dán tiếp thôi chị Dương ơi. Đây, bên đây nè. Rồi. Rồi. Chú xuống đi Phương. Dạ. Dương con rảnh làm gì đi phá keo đi. Ủa keo gì chị Thảo? Keo trà con để mình chát bít mấy cái keo này lại nè. Dạ. Chị Dương chét gòn xong rồi, mình sẽ dùng cái khăn lau cho nó sạch. Chứ mấy cái gòn này nó khô lại rồi ha, khó chùi lắm. Lau nè, lau cho nó thiệt là sạch mới được. Bọn mình đã nhờ mấy anh làm xong cái phần tôn lấy sáng rồi. Bây giờ tụi mình sẽ đo rồi các mấy miếng tôn còn lại. Rồi, kéo về gia đình nhé. Đo đi nhé ơi. Nè. Nè. Kéo lên đây. 2m1. Để mình coi thử cái cục mút này làm cái lỗ mũi con Doraemon ổn không nha. Coi thử cái mới được. Đó, vừa dặn rồi. Cái lỗ mũi nó màu đỏ thì mình sẽ lấy bình sơn màu đỏ mình xịt nha. Chính chắc nào ngạo, anh kéo nè, tránh ra mấy đứa ơi. 2m1 rồi đại, kéo dạ. Đi. Rồi. Dạ. Sau khi đo xong mình vẽ một đường thẳng tới giải cắt. Rồi vẽ đi. Canh trong ngay. Vẽ chưa? Đo thôi mày làm gì thấy gớm gì vô anh? Tính tao kỹ gì đó bây giờ rồi, mày mới biết hả? Đo cho kỹ vô đi. Rồi. Các bạn thấy miếng con lá này vậy chứ bọn mình cũng phải đo đạt rất là cẩn thận nha. Rất là chi tiết luôn á. Sẽ ốp cái miếng tôn này vào cái nắp nha. Đó, tương tự như vậy. Mình sẽ ốp thêm 3 miếng tôn còn lại nữa là coi như xong hai cái vách. Bọn mình lắp tôn xong bắn vít cho nó cố định xong rồi lấy kéo khoét ngang đây để làm cái cửa sổ. Tụi con trai lắp tôn bên kia còn bọn gái lắp bên này nha. Bạn cho đều cái thở. Đưa anh con ốc. Đây, mình kêu Tiểu Phương mua ốc. Chủ yếu là để đính cái miếng tôn vào trong cái thanh sắt này đây nè. Đó, cái miếng này đây. Căn nhà Doraemon mình đã lợp xong hai phần ngang hông rồi nè các bạn ơi. Đó, đây là mặt tiền ở ngoài trước. Ngang hông bên này cũng vậy. Rất là đẹp nha. Lấp la, lấp lánh. Bây giờ, mấy em cùng với anh lấy bình xịt sơn màu xanh ra, xịt cái mặt tiền ngoài trước để làm gương mặt con Doraemon nha. Dạ. Rồi xịt đi. Đó bạn. Nói chung làm cái clip này cũng khá là công phu. Bọn mình sẽ cố gắng trong 2 ngày hoàn thành xong cái phòng karaoke này. Chứ ngày hôm nay là không có đủ thời gian để hát rồi. Bọn mình và anh Vinh sẽ làm riêng cái clip hát karaoke nha. Tiếp theo mình sẽ sử dụng silicon để mà dán cái gương mặt vào trong cái ngôi nhà. Đó, ở từ đây đi, từ đây chạy dài lên nè. Chà, chắc hết cái chai keo này luôn quá. Đây. Bước cuối rồi, phải kỹ càng lên mới được. Làm phòng này mệt quá à. Đúng rồi, làm 2 ngày liên tục luôn á. Ý tưởng này quá đỉnh luôn bạn ơi. Rồi, ỉnh cái mặt vô đi mấy đứa ơi. Dạ, cho ngay nha. Cho ngay nha. Ở phía dưới chạy lên. Mới đây 6 giờ tối nữa các bạn ơi, không biết anh Vinh làm kịp hai con mắt cho con Doraemon không nữa. 20 minutes later. Sau khi cắt hai con mắt Doraemon xong, mình sẽ ướm lên cho bạn xem thử nha. Cao cao lên chút xíu Ngọc ơi. Dạ. Cao miếng này lên chút nè. Rồi. Đó. Các bạn nhìn thấy cái phòng karaoke Doraemon mình đẹp chưa?
Vĩnh giúp anh đi nè Ai Ngáo. Dạ. Nhưng vì cái lý do là bọn mình đã mất 2 ngày để hoàn thành căn phòng này rồi, mà cả ngày hôm nay bây giờ đã 6 rưỡi tối luôn mà vẫn chưa xong. Đây, vào review bên trong căn phòng cho các bạn xem. Đây, chính là bên trong cái căn phòng. Bạn nhìn thấy không? Tưởng tượng đi, ở đây mà có thêm cái ánh đèn lấp la lấp lánh nữa thì còn gì bằng. Đó, và video này đến đây là kết thúc thôi. Và các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh, bấm like và tặng cho mình một cái chuông đăng ký nha, để mà ủng hộ cho team mình có thêm động lực. Trong cái series này thì cái tập tiếp theo bọn mình sẽ tổ chức một cuộc thi hát karaoke tại căn phòng này luôn nha mấy đứa. Yeah. Rồi, bye bye và hẹn gặp các bạn clip tiếp theo. Bye bye. Lần đầu tiên mình chơi luôn nha. Vậy cũng vậy nữa. Không biết cảm giác nó như thế nào nữa bạn ơi. Trời ơi, sức bớt rồi bạn ơi.